nên cái bộ này là bộ theo máy nha. Thì nó sẽ có 4 cái khung từ nhỏ đến lớn, 4 cái khung ha. Các khung dẫn nhưng mà theo máy thì nó chỉ có tiếng tiếng Anh thôi. Đi ngôn cái dây này á là cái dây kết nối máy theo với máy tính. Máy tính. À, cái dây này là dây dây ngôn của máy. Bộ này là bộ đánh số nha. Đó, bộ đánh số đi. Riêng cái máy 10 kim là nó sẽ có cái bộ đánh số riêng. Ừ. Còn nếu mà máy nhỏ thì không có. Thì bộ này nó sẽ có hai cái này gọi là cái arm. Hay còn gọi là cái tay cầm. Tay cầm khung thì nó đã hết khung rồi. Cái này cho thêm cái đó để dạ. Sẽ vô hả gì? Vô ai nhỉ? Có thể ăn này thì có thể đá được cái khung to hơn nữa. Hoặc là những cái khung khác nữa. Khung to. Và máy này mình có thể thêm to to nữa. Khung của nó là 36x36. 36x36 là cái khung đó là to hơn hơn. Thật cũng không có này nữa. Khoảng theo là to hơn. Anh theo to hơn thì anh có thể là gắn cái to hơn ngoài cái bộ theo máy cũng được. Bây giờ mình sẽ tiến hành là gắn chỉ. Gắn chỉ cho cái máy theo nha. Bây giờ xỏ chỉ này. Xỏ chỉ thì mình sẽ vô cái chuẩn bị. Rồi, bây giờ mình xỏ cái nào thì mình nhấn được cái đó. Đúng không? Bây giờ xỏ số 2 chẳng hạn. Mình nhấn vô số 2. Số 3, lưới số 3. Sau khi nó phải kịp từ đâu á, nhấn vào số 1 nha. Rồi, số 1 là cái kim đầu tiên. Rồi mình nhấn cái thằng này. Khi mà anh nhấn thằng này á, nhấn cái nút này á, thì nó sẽ thò ra một cái sỏi chỉ. Đây. Đó, nó thò ra vậy. Rồi mình sẽ, bây giờ mình sẽ máng sỏi chỉ. Nó sẽ đi từ bên phải qua bên trái nha. Đây. Đó, lên đây. Vòng lên đây. Cắt chỉ. Rồi. Đó, sau đó thì mình sẽ nhấn cái này thêm một lần nữa. Thấy không? À, mà... Rồi, bây giờ anh tiếp tục là anh sẽ xỏ số 2. Nhấn qua số 2 anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhấn cái thằng này một lượt nữa. Rồi. Đi từ bên phải qua trái. Đi ở ngoài. Rồi nhấn ra này này. Rồi tới số 3. Số 3 này, phải nhấn số 3 trước. Nhấn thêm một cái nữa. Nhấn vào cái cây này nó lòi ra. Đúng rồi, xong rồi nhấn thêm một cái nữa để cho nó móc qua. Đã móc rồi. Chưa, móc chưa, chưa, chưa. Chưa. Số 3 của anh chưa có ở đây, chưa vô đây. Đây này, có anh thấy cái chỗ này không? À, chỗ này. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đúng số 4. Nhấn ra đây nè. Cái này anh sao mình kéo đi. Kéo là cắt nha, nhìn nha. Vậy vậy vẫn có được kìa. Đi từ bên đây qua. Thấy không? À. Đó. Rồi, xem lắm. Thao tác sỏi chỉ rất là nhanh như vậy. Cũng đơn giản, không có gì khó. Rồi xong con sợi chỉ. Cái chỉ suốt này á thì thường thường á, nếu mà anh sử dụng chỉ may á, nó sẽ rất là dày. Còn cái chỉ suốt này là theo bên hãng á, sẽ có khuyên là sử dụng cái sợi chỉ tech 18, chỉ quá phong phú anh, nhưng mà cái sợi nhỏ thì lúc đó cái đường theo của mình nó mới đẹp, nó ít bị lộ chỉ trắng lên.
Còn nếu mà anh sử dụng cái chỉ máy á, cái sợi thông số sợi nó to hơn, thông số sợi nó to hơn, nó xấu hơn á, cái nét theo của mình nó không được đẹp bằng anh sử dụng cái thang chỉ này. Rồi bây giờ mình sẽ đánh sút nha. Anh đi theo số giùm em. Cái sợi này nè. Rồi số 1 là từ 6 lần trước nè. Rồi số 2 ở phía dưới đây. Đặt bọc chéo nha anh. Chéo đúng rồi. Chéo giống vậy. Đúng rồi, số 3 nè. Đúng rồi. Đây là số 3, số 4, số 5. 4 là mình bỏ người vô ha. Rồi anh quấn mấy cái. Quấn đúng rồi, quấn mấy cái. Rồi cắt chỉ ở đây luôn anh. Nè, nó có cái rảnh này. Đó, sau đó thì anh gạt cái này qua đây, số 5 này. Thấy không? Nhấn nút. Đó, khi mà đánh sút xong á, máy nó tự bật lại. Nhưng mà nhớ sử dụng chỉ sợi nhỏ nha anh. Thế nó mới đẹp. Cái mẫu này anh cứ đánh sút thì anh cứ để đó thôi. Rồi bây giờ mình phải bỏ một chút. Đi xuống. Vô cái lỗ này. Mình để thân chiều hay ngược chiều? Thân chiều ngược chiều bạn được. Được hết rồi. Được hết. Mở ngay á, trước khi mở máy ra đó là anh phải dùng cái dâu máy này để nhỏ dâu. Ngày nào cũng vậy nha, khởi động máy và bắt đầu khởi động máy là anh sẽ nhỏ dâu này. Khi mà nhỏ dâu như này thì anh sẽ làm thao tác như thế nào, mình sẽ vô đây nha. Vô chỗ đây nó có cái hình dâu này, mình nhấn vào, nhấn vào ok. Nó sẽ hiện cái ổ này ra và nó sẽ hướng dẫn mình là cái vị trí nào cần nhỏ. Đây, ở bên hông này nhá. Xong anh nhấn một cái là ví dụ như nhấn này, khi mà nhấn á, là cái chỗ này nó sẽ quay kiểu giống như nó điều dâu á, nó xoay để cho nó dâu nó điều lại. Xoay qua xoay lại cho đâu dâu nó điều ha. Và bắt buộc nó phải thường xuyên nha anh, để cho trong quá trình máy nó hoạt động nó bị nóng á, nó hoạt động nhiều nó sẽ bị nóng, thì cái dâu này nó sẽ giúp cho máy nó trơn tru hoạt động, nó không bị đứt chỉ. Rồi được rồi. Tôi nghe nè. Đi chơi. Đúng rồi. Bây giờ cái thao tác đầu tiên thì em sẽ vô cái test chỉ trước. Test cái độ căng chỉ của 10 cái ống chỉ này, để coi thử là ống chỉ nào nó không phù hợp mình phải chỉnh ha. Thì ở trong cái bảng này á, mình phải nó ở trong cái ô này, mình phải nhấn vô 10 ống chỉ. Rồi, anh nhấn vào set. Tới edit luôn. Nó thì toàn tiếng Anh thôi, đâu có tiếng tiếng Việt. Yeah. Rồi mình phải gắn thằng này. Cái này sản xuất tại Việt Nam mà không có tiếng Việt. Không, cái này đây nó. Cái này sản xuất tại Việt Nam là những cái thằng nhỏ 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 chứ. Con công nghệ của hôm nay á, với lại cái kỹ thuật để đặt cho cái máy này Việt Nam đúng không? Phải bên Đài Loan mới làm. Cái này ấy, thì ở bên kia con ốc này này, ốc này là cố định nha, cố định không mở, cố định. Còn này là mở ra để tới đây luôn cái này. Đúng rồi, còn cái hai thang này là sẽ di chuyển này.
di chuyển khung này, những khung nhỏ mình kéo vô nhỏ, thì khi mà mình di chuyển này nó sẽ nghe cái cạch giống như kiểu là khớp, khớp nhỏ khớp lớn này. Đó. Nghe cái cạch nó tương ứng với lại ba cái cỡ, bốn cái cỡ khung đó. Nhỏ nhất này, lớn này. Bây giờ em sẽ thử cái khung 18, nó nằm ở đây, chip khung này, chip thằng này nào. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn này cho tăng khung theo nhé. Trước tiên là giấy nha anh. Giấy. Lấy nó rồi đây. Chiếc ốc này. Rồi cái phần vải này là anh phải kéo cho nó thẳng lên. Nếu mà mình để mà lỏng như vậy này thì lúc mà theo nó sẽ rất là xấu, nên anh phải kéo thẳng ra đè cái phần nó sẽ theo ở trong khu vực của cái thước này. Ví dụ như anh đánh dấu nhở ha, anh muốn là đánh dấu ngay chỗ tâm này, theo ngay tâm này ha, ta có nhìn cái đường thẳng lên. Chỉ dưới bình thường của nó là sẽ là khoảng 1/3 cái chỉ dưới nha, nghĩa là cái chỉ trắng này nó sẽ chiếm 1/3 của cái nguyên của con mặt này là 3 phần, thì nó một chiếm 1 phần. Thì mình nhìn sơ quá thì những cái đường này thì cái màu của màu trắng là đang chiếm nhiều quá nhiều. Một bây giờ mình chỉnh từng cái cũng được, còn không nữa mình làm gọn hơn là mình chỉnh ổn, coi như là mình ship nó lại. Mình chiếc lại là nó sẽ kéo hết mấy cái chỉ trên đó. Còn không nữa thì mình phải lấy xả lỏng thằng này cho nó xả trên, cho nó cái. Đúng là xả trên xả từng cái. Mà chỉ dưới thì mình chỉ mổ cái thằng này không. Bây giờ như cái ổ này thì em thấy nó vẫn đang lỏng ha. Thì mình sẽ xếp nó. Bộ hơi máy nó sẽ có cái vít tay chai để chỉnh. Thì khi mà anh kéo vào, trước khi chỉnh là anh kéo, anh cảm nhận nó trước. Đúng không? Rồi sau đó chỉnh cái thằng này, thì nếu mà nó đang lỏng thì mình ship nó lại tiếp được. Rồi mình kiểm tra, em mới thay lại này. Cái này là khi mà mình test chỉ lần thứ nhất này, test chỉ lần thứ nhất thì nó có dư cọng này, kiểu giống như là nó bị lỏng nữa, nó bị lỏng thì thành ra là cái cọng ở trên đây này nó dư ra nhiều. Khi mà em chỉnh lại cái ổ dưới á, thì cái phần dư của cái chỉ này này nó bị, nó sẽ kéo xuống dưới hết, nó sẽ gòn hơn. Đây, đây là cái phần ở dưới, cái phần ở dưới thì nó cũng chiếm 1/3 này, anh thấy không? Mấy cái thằng này này 1/3 là ok này, thấy không? Còn thằng này là tới 2/3 lận. Là nó chưa chuẩn này. Mình chỉnh chuẩn về 1/3 nha. Cái chỉ trắng chiếm 1/3 là ok, là chuẩn của máy.
À, đây là giao diện chính của máy Reader nhé. Ở đây thì nó những có những cái file theo có sẵn. Rồi, đây là cái file theo có sẵn, nó sẽ có rất là nhiều giao diện trong đây. Mình cứ vô đây và nó sẽ có nhiều cái file nhỏ trong đây. Quay trở lại đây. Đây. Rất là nhiều file luôn. Và bên công ty Anfang Reader sẽ tặng cho cả nhà mình nhiều cái file theo mà bên công ty sưu tập được. Bên công ty có sưu tập được 2.000 mẫu thêm thì bên công ty sẽ tặng thêm cho cả nhà. Thứ hai này, trên trang web của hãng nó sẽ có nhiều cái file theo mới cập nhật thường xuyên. Rồi, file theo chính. Và đây là cái viền của cái máy. À, viền của cái mẫu theo. Rồi đây là những cái kiểu khuy hoặc là những cái kiểu trang trí, nó thiên về trang trí như là các kiểu trang trí của máy may vậy đó. Rồi đây là những cái hình này là ký tự chữ để theo nón á. Còn cái này là phông chữ, rất là nhiều phông chữ. Đây là những cái phông chữ mà kiểu cò hoa lắm. Đây là những cái viền. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái file chính ha. File chính ví dụ như mình chọn cái file này chẳng hạn. Rồi ví dụ như mình khi mà mình chọn cái file theo thì ở trên này nó sẽ có cái thông số cho cả nhà mình thấy này. 12 x 15, 12 xăng nhân 15 xăng, chiều cao và chiều dài. Mình sẽ nhấn vào set nha. Bắt đầu mình nhấn vào set cài đặt. Ở đây thì nó sẽ giao diện chính của điều chỉnh mẫu. Ví dụ như size là kích thước, rồi thay có nghĩa là xoay mẫu. Còn cái này là lật mẫu, lật qua lật lại. Còn cái này là bảng màu. Bảng màu thì cũng không quan trọng. Tại vì khi mà file theo nó thiết kế rồi, nó đã có cái bảng màu sẵn rồi. Nếu mà mình muốn chỉnh thành màu khác thì mình có thể chỉnh cũng được. Rồi, cái này là copy thành hai file. Delete ha. Ở trong này thì những cái phần như cái chỗ T multicolor, phần chữ này này, nó sẽ bị ẩn. Tại vì ở đây là file hình. Nếu mà mình chọn file text á, có nghĩa là file chữ á, thì những cái phần này nó sẽ hiện lên cho mình chỉnh sửa. Ở đây thì về file hình thì nó chỉ hiện những cái thông số thế này thôi. Size, chiều thay. Còn ở đây là viền. Và cái này là chân. Chân có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ chân ở xung quanh của những cái họa tiếp theo. Còn cái này là viền. Ví dụ như mình muốn viền tròn này, hoặc là viền theo cái mẫu của nó luôn. Đó, nó sẽ viền ở ngoài này. Sau khi mà mình chỉnh sửa những cái file này xong á, thì mình sẽ nhấn vào Edit End nhé. Ở cái phần Edit End này thì nó cũng hiện lại những cái thông số này, mình có thể xoay mẫu, rồi viền. Cái này là nếu nối mẫu. Còn cái này là những cái này là khóa mũi này. Ở cái bước này là bước cuối cùng này, thì mình sẽ kiểm tra cái vị trí của máy nó sẽ theo nha, bằng cách là kiểm tra bằng camera hoặc là scan. Ví dụ như mình sẽ sử dụng cái chức năng camera scan chẳng hạn, là mình sẽ nhấn vào đây. Ok, đây máy nó đang scan. Thì khi mà scan xong á thì nó sẽ đưa lên cái màn hình chính như vậy, thì mình sẽ biết được là cái vị trí của máy nó theo chỗ nào. Cái này là chỉ là chức năng scan thôi. Còn nếu mà mình muốn nhìn camera thì mình sẽ nhấn vào đây. Mình nhấn vào đây. Rồi mình nhấn cho nó zoom rõ lên ạ. Chức năng này là chức năng camera nha. Với cái chức năng camera này thì nó sẽ giúp mình là theo ở cái vị trí chính xác nhất so với cái máy nhỏ của anh á. Thì cái thằng này nó cắt chỉ rất là gọn, anh không cần phải chỉ, không cần phải thao tác cắt chỉ trên lần nữa ha. Tiết kiệm được cái công cắt chỉ rất là nhiều. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành hướng dẫn cho anh chọn file thôi. Cái này
Rồi, khi mà anh chọn file á, thì nó sẽ có rất là nhiều cổng kết nối. Cổng kết nối thứ nhất là trên những cái file mà ví dụ như anh đưa từ ngoài vô mà anh muốn lưu ở trên máy á, thì nó lại sẽ nằm ở đây. Có những file ngoài mà muốn lưu trên máy nằm ở đây, đúng không? Còn cái này là nó sẽ có hai cái cổng USB. Cổng này là cổng cái dây kết nối của máy theo á. Với lại cái máy tính luôn. Còn cái cổng này có nghĩa là cái cổng wifi. Thì anh có thể là sử dụng những cái cách để đưa mẫu theo máy, vô máy mới bằng những cái cổng này ha, ở bên trong này. Thì ở đây á, nó là tốc độ của nó là 800, một ngàn, tối đa là 1000. Nhưng mà mình muốn cho chậm thì mình chỉnh lại 100.5. Và thường là anh không nên chạy hết nha. Tại vì chạy hết 1000 thì máy nó không ổn. Kiểu giống như là nó không nên chạy hết watt của nó vậy đó. Mình chạy một cái tốc độ 800 hoặc 900 là máy nó sẽ chạy ổn định nhất. Rồi mình nhấn lock. Và nhấn này là theo. Rồi. Lock. Gái tôi ngồi lock được. Không, trước khi theo là phải gắn phun lock xong xong rồi nhấn nút. Rồi mình muốn cho nó làm gì chứ khác rồi à. Khi mình lại nó tới thì tên mình di chuyển rồi cho nó qua một bên. Mình chuyển lên xích bên này là nó có theo gì mình theo nó còn chỗ không nó canh. Lúc này là phải chọn lại màu à, phải chọn lại màu, tại vì cái khúc mà chỉnh vị trí là mình phải làm trước khi mà chọn màu à. Nha. Nhưng mà nếu đang anh chọn màu xong anh này quay lại chỉnh vị trí là không được, là coi như nó lại trở lại về chọn màu. Dần dần đang theo mà đứt chỉ hết. Chương trình ở trường hợp mà bị đứt chỉ anh thì cũng giống như cái máy nhỏ là anh nhấn vào đây xỏ chỉ lại xong anh nhấn vào cộng trừ, thường thì sẽ là trừ lại khoảng 10 mũi để cho nó theo dầm lại cái chỗ mà bị mất. Nó tự động rồi, nó bị mất chỉ, đứt hết chỉ, chỉ đứt chỉ báo hết, máy nó sẽ báo hết, nó đứng lại. Đúng rồi, đứt chỉ này hết suốt đây là máy nó sẽ báo lên mà mình vẫn không có chạy. Như này nhanh gấp đôi này vậy đây thao tác nó sẽ nhanh hơn máy theo nhiều hơn. Thì nó đỡ cắt chỉ, máy kia thay chữ từ. Với lại là anh phải ngồi cánh. Còn ví dụ như máy này anh đã chọn một cái mẫu của cái logo của công ty đó đó, là anh set lên đây nó từ nó làm, nó từ chuyển kim đôi các kiểu, xong là nó sẽ thẳng. Ví dụ như cái logo nó này anh làm không? Là anh copy anh nhá, làm một leo vậy đó, hình như là cái những cái file này đúng không? Nãy copy cái gì? Đúng rồi, copy. Ừ. Nhưng mà cái máy này á nó sẽ gom màu cho anh. Ví dụ như nó theo màu đen một loạt, nó theo đen hết luôn. Sau tiếp theo cái màu đỏ, đúng không?
có thể thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ. Chứ không phải là nó hoàn thành cái thằng này xong, nó lại bắt đầu cái thằng này. À, anh hiểu không?